À, sáng nay trong lúc đang uống cà phê thì đầy dựa vào quan sát thấy một cái bàn bên cạnh có ba bốn người, chắc là chủ doanh nghiệp thì phải. Họ đang bàn nhau, họ đang rất là đau đầu về vấn đề lương thưởng cho nhân sự. Tiện thể tìm trên internet cách để có thể quản lý nhân sự của mình, cách để đắc nhân tâm thành viên trong đội nhóm, thì đầy dựa có tìm được câu chuyện sau đây và đầy dựa muốn kể lại cho các bạn. Câu chuyện thợ săn quản lý bầy chó. Câu chuyện về cách quản lý bầy chó của người thợ săn dưới đây sẽ khiến cho mọi nhà quản lý phải tâm phục khẩu phục, nhất là bài học về lương thưởng, chế độ đãi ngộ. Có một chú chó săn chạy khắp cánh đồng dưới chân núi mà không bắt được con thỏ nào. Người chăn dê thấy thế thì cười, trêu chú chó: "Chú thật bất tài, con thỏ nhỏ hơn chú bao nhiêu mà chạy còn nhanh hơn." Con chó săn: "Ông không biết mục đích chạy của bọn tôi hoàn toàn khác nhau à? Tôi chạy chỉ vì miếng ăn, còn con thỏ nó chạy vì tính mạng của nó đấy." Thợ săn nghe xong câu chuyện của người chăn dê và chú chó mi bụng: "À, con chó này nói đúng. Nếu ta muốn có nhiều thỏ hơn thì chúng ta phải nghĩ cách khác thôi." Thế là thợ săn ra chợ mua thêm mấy con chó săn khác. Sau đó ông ta ra chính sách mới: hễ con nào bắt được đủ số thỏ sẽ được trả lương bằng mấy chiếc xương, nếu không bắt được thỏ thì không có ăn. Chiêu mới này quả thật cao tay. Bầy chó tranh nhau đi săn bắt đem rất nhiều thỏ về, bởi chẳng con nào muốn thấy con chó khác gặm nhấm xương trong khi mình thì hóp bụng chưa mắt ếch cả. Được một thời gian đã có vấn đề xuất hiện, bầy chó nhận ra rằng thỏ lớn khó bắt hơn thỏ bé. Vậy mà bắt được bất kỳ thỏ lớn hay thỏ bé thì sẽ đều được thưởng như nhau. Lúc đầu chỉ có một vài con giỏi nhận xét mới chuyên bắt thỏ nhỏ, sau cả đoàn đều làm theo, cứ thỏ nhỏ mà bắt thôi. Thợ săn hỏi: "Gần đây bọn bay bắt được càng ngày thỏ càng nhỏ vì sao thế?" Bầy chó trả lời: "À, thỏ lớn thỏ nhỏ không khác nhau, á chi đi bắt thỏ lớn đây." Sau một lúc suy nghĩ, thợ săn quyết định không dùng xương để trả cho số lượng thỏ nữa, mà dùng phương pháp đánh giá hiệu quả, thống kê trọng lượng thỏ bắt được trong khoảng thời gian cụ thể, sau đó căn cứ vào tổng số để trả công cho từng con. Và kết quả mới của thợ săn cũng lập tức có tác dụng, số bầy thỏ mà chó săn được càng tăng về số lượng lẫn chất lượng. Thợ săn rất đắc ý về điều này. Vậy nên chúng ta có bài học quản lý số 2 ở đây, đó là gì ạ? Động lực được tạo ra từ sự khích lệ, từ sự đo lường năng suất. Nhưng mà thế ngày này qua ngày khác, thợ săn lại bắt đầu thấy số thỏ bầy chó mang về giảm rõ rệt, mà những con chó ngày càng nhiều kinh nghiệm thì lại đem về càng ít thỏ. Khi được thợ săn hỏi thì bầy chó lại đáp: "Quãng đời đẹp nhất của bọn tôi đều là cho ông chủ nhân, nhưng giờ bọn tôi ngày một già, khi không bắt được thỏ nữa, ông có còn cho tôi xương không?" Vì thế thợ săn lại ra quyết định luận công ban thưởng, thống kê lại toàn bộ số thỏ bắt được của từng con, tiến hành phân tích đưa ra quy định mới về trả công. Nếu bắt được số thỏ vượt một mức nhất định, chó săn khi về già sẽ được trả công xương nhất định. Bầy chó vui sướng, tất cả lại lao đi săn, cố để hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao. Qua một thời gian, một số chú chó đã hoàn thành mục tiêu. Và bài học quản lý số 3 ở đây, đó là hãy khích lệ liên tục, tạo ra động lực lâu dài. Nhưng một thời gian sau, lại có một con nói: "Chúng tôi cố gắng thế mà chỉ được trả mấy khúc xương, trong khi số thỏ chúng tôi săn được gấp bao nhiêu lần số lượng xương, vì sao tôi không bắt thỏ cho chính mình nhỉ?" Thế là mấy chú chó bỏ thợ săn, tự mình đi bắt thỏ. Nào, hỡi các chị em đang kinh doanh online, bạn có dám dũng cảm comment xuống là hiện tại bên mình đang là thợ săn, là chú chó hay là con thỏ không? Hay là bài học gì rút ra ở đây nào? Ok, bạn nhớ nhá, hiện tại nếu bạn đang kinh doanh trong mô hình đội nhóm, hoặc là bạn đang có một cái doanh nghiệp, hoặc là chủ doanh nghiệp, thì cái việc đối đãi với cái thành viên trong đội nhóm của mình là vô cùng quan trọng. Họ chính là người cùng mình đi trên con đường thành công, thành công của họ cũng là thành công của mình. Và đội nhóm thì chúng ta cần phải có sự tương trợ lẫn nhau. Nên bạn là người thủ lĩnh thì bạn cần phải đưa ra các chế độ đãi ngộ để làm sao đó những thành viên trong quá trình cống hiến với mình thì họ nỗ lực ở với mình. Và để khi nào đó nếu mà họ có rời đội nhóm của mình thì họ cũng hoan hỉ vô cùng. Họ cũng cảm thấy đó là gì ạ? Đó là một sự tiếc nuối chứ không phải là một sự thù hận nào đó. Trong đội nhóm kinh doanh online của bạn, khi người ta vào đội nhóm của bạn thì bạn cần phải kèm cặp người ta, bạn phải chỉ dạy người ta, phải cho người ta coi bạn giống như một người thầy ấy. Thì lúc đấy họ sẽ có gắn bó với bạn về mặt tình cảm, về mặt đạo đức. Thì lúc đấy những cái chế độ đãi ngộ liên quan đến lương thưởng và mọi thứ gì đó thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không bị căng thẳng giống như thế này nữa. Và bạn
lắng nghe họ dễ dàng hơn, bạn sẽ có chế độ điều chỉnh rõ ràng hơn. Còn nếu như bạn chỉ gắn bó với họ bằng lương, bằng thưởng thôi ấy, thì sớm muộn gì họ cũng bỏ bạn đi mà thôi. Nên bài toán lương thưởng thì không bao giờ có hồi kết cả. Và việc của bạn đó là tránh những rủi ro bằng cách cá nhân hóa mối quan hệ, khiến cho họ trở thành người mang ơn của mình giúp đỡ họ phát triển bản thân họ lên. Đấy là cách quản lý nhân sự rất tuyệt vời. Và nếu bạn thấy đây là câu chuyện rất là tuyệt vời, đã được minh họa cho cũng một thông điệp rất tuyệt vời của thầy Dự gửi đến các bạn đang là chủ doanh nghiệp, đang là người đang thủ lĩnh của mô hình kinh doanh đội nhóm, thì các bạn hãy comment để lại cái bình luận của bạn về cái video này nhé. Và đăng ký vào kênh Facebook, YouTube này của thầy Dự, chúng ta sẽ được nhận những video tiếp theo. Thích và đăng ký nào. Thank you và hẹn gặp lại.